bữa gà bữa nè, dắt vợ con đi ăn cái món gì nè, nước tôm dâm nè, nước dừa nè, tàu hủ nè, mực do ăn cục nè, mềm như tôm nè, mà không xong rồi em cũng biết em ăn món gì giờ. Cái này là hủ tiếu nè, mà nó không giống hủ tiếu nhà em nha, hình như cái này bò chứ không phải là gà, còn này như là cua chứ không phải ghẹ, có dĩa rau này khác rau nhà em nè, trang trí hơi bị đẹp ha. Còn ai hỏi em ăn sao em cũng biết nè, tại em ăn gà quen rồi. Cái này cái lẩu em thấy người ta review nhiều lắm, họ trụng trụng vô xong họ múc múc họ gấp gấp ăn ăn á, em làm quá chưa làm, chuyển qua ăn miếng cua đi. Này miếng ăn khác mì, miếng cua xong nó có gì giống cái nấm nè, mà ta gọi con bào gì á, mà em quen bán gỗ rồi em tưởng là dăm bào không, mà em nghi nó dăm bào, mà khác dăm bào nó hơi dai. Nãy giờ review anh em cứ coi hình là biết rồi, không lên mạng sợ. Em ăn được cái mì này thôi nè, giờ là hết anh em. Kem kem đưa cho ba cái lẩu lẩu không em ba. Trời mấy bạn ơi, ở đây cho cái muỗng này sao bút lại múc nước lẩu nó làm sao trời, đưa cho ba cái khác coi kỳ vậy ta. Trời ơi lạ quá, cho em dẹp luôn. Ở dưới quê lên ăn thì không hiểu sao người ta cho cái muỗng này múc lẩu, anh em giải thích giùm em.